Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 7 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình Thời sự tối nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau khoảng 16 tiếng tích cực triển khai, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai đã thiết lập xong bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ. Ngay trong chiều nay 7 tháng 2, đơn vị đã bàn giao cho tỉnh Điện Biên đưa vào hoạt động để phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. Hôm nay, các chuyên gia của Cục Y tế Dự phòng và Sở Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến với 10 điểm cầu trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh về điều tra truy vết trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Trước thực tế, nhu cầu tiêu dùng tăng cao do lo ngại dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã chủ động nhập hàng hóa với số lượng lớn để phục vụ mua sắm của người dân. Vì vậy, người dân có thể yên tâm không lo ngại tình trạng cháy hàng. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, người dân không nên đổ xô đi mua tích trữ hàng hóa khi không cần thiết. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19, Điện Biên đã nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch. Nhờ đó, trong 2 ngày qua chưa phát hiện có ca nhiễm mới. Tuy nhiên, để chủ động ứng phó khi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, hiện nay Điện Biên đang khẩn trương xây dựng và hoàn thiện bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ để điều trị cho người dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau khi Điện Biên ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn cấp, chỉ đạo các biện pháp ứng phó với dịch, đặc biệt là thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2 để cách ly, tránh lây lan trong cộng đồng. Khi tỉnh Điện Biên xuất hiện 3 ca lây nhiễm COVID-19 thì tỉnh Điện Biên cũng đã triển khai rất là quyết liệt các cái biện pháp để thực hiện cái việc khoanh vùng, truy vết các cái trường hợp F1 liên quan đến 3 ca lây nhiễm này. Đến nay thì có thể thấy rằng là qua theo dõi tình hình thì Điện Biên cũng chưa xuất hiện thêm ca lây nhiễm nào, và chúng tôi cũng đang thực hiện chờ các cái kết quả xét nghiệm cuối cùng của các cái trường hợp F1 liên quan đến 3 trường hợp lây nhiễm COVID-19. Nhưng mà có thể khẳng định là đến giờ phút này thì tỉnh Điện Biên đã kiểm soát tốt cái tình hình và sẽ đảm bảo là không để lây nhiễm ra cộng đồng. Ngay sau khi Điện Biên ghi nhận các ca nhiễm, Bộ Y tế đã cử lực lượng tinh nhuệ của Bộ bao gồm các chuyên gia chống dịch và điều trị hàng đầu tới tỉnh hỗ trợ chống dịch. Đến trưa ngày 6 tháng 2, gần 30 chuyên gia, cán bộ của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có mặt tại Điện Biên để triển khai toàn diện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời triển khai thành lập bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ với quy mô từ 250 đến 300 giường bệnh. Trong đó có 20 giường hồi sức tích cực với các thiết bị thở máy hiện đại, lọc máu liên tục, tim phổi nhân tạo tại giường để điều trị bệnh nhân COVID-19. Với những trang thiết bị chúng tôi phải vận chuyển từ Hà Nội xuống và đi bằng đường bộ, và nhiều thiết bị phải đi bằng đường bộ, do vậy thì chúng tôi bắt tay vào thực hiện kỹ thuật từ 2 giờ chiều hôm qua. Thì và đến giờ phút này thì cả đêm hôm qua là toàn bộ đội ngũ kỹ sư, 7 kỹ sư của chúng tôi đã làm việc xuyên đêm, và đến bây giờ thì có thể nói là cái đơn vị hồi sức cấp cứu mà là một cái đơn vị quan trọng nhất trong bệnh viện dã chiến của chúng tôi thì đã về cơ bản hoàn thiện phòng hồi sức cấp cứu với hơn 16 giường đã được có thể đưa vào sử dụng, từ hệ thống oxy khí nén cho đến hệ thống oxy bồn khí nén chúng tôi đã chở xuống từ Hà Nội xuống và đã đến bệnh viện vào lúc 5 giờ sáng hôm nay. Các kỹ sư của chúng tôi đã hoàn thiện công việc vào 5 giờ sáng hôm nay. Ngay sau khi đoàn công tác số 2 của Bệnh viện Bạch Mai có mặt tại thành phố Điện Biên Phủ, công việc xây dựng bệnh viện dã chiến đã lập tức được triển khai. Đây là những cán bộ rất có kinh nghiệm. Họ đã từng tham gia xây dựng bệnh viện dã chiến tại tỉnh Hải Dương. Chúng tôi đã chia các cái kíp vào các cái chuyên gia thành các cái kíp khác nhau. Các chuyên gia về kiểm soát nhiễm khuẩn thì đào tạo về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phân luồng cách ly. Các cái chuyên gia về bệnh nhiệt đới thì đều đào tạo về những cái lĩnh vực về điều trị, cập nhật điều trị bệnh nhân COVID
và các cái chuyên gia về hồi sức từ bác sĩ điều dưỡng thì sẽ đào tạo, đặc biệt là cái đào tạo cầm tay chỉ việc và tại cơ sở, để có thể khi mà cái hệ thống hồi sức cấp cứu hiện đại như thế này đi vào sử dụng thì các đồng nghiệp của chúng tôi tại Điện Biên có thể sử dụng những cái kỹ thuật cao như thế này, đưa những cái kỹ thuật cao này vào sử dụng để cấp cứu điều trị cho người bệnh. Tỉnh Điện Biên cũng xin được bày tỏ cái lời cảm ơn trân trọng nhất tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của quốc gia, cũng như là Bộ Y tế cũng đã cử đoàn chuyên gia với những đồng chí có kinh nghiệm nhất, tốt nhất trong phòng chống COVID-19 lên Điện Biên để hỗ trợ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện phong tỏa, rồi là triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 một cách hiệu quả nhất. Sau khoảng 16 tiếng tích cực triển khai, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai đã thiết lập xong bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ. Ngay trong chiều nay mùng 7 tháng 2, đơn vị đã bàn giao cho tỉnh Điện Biên đưa vào hoạt động để phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. Dự buổi bàn giao có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Bệnh viện dã chiến Điện Biên được đặt tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ có quy mô 200 giường bệnh, trong đó có 20 giường hồi sức cấp cứu để điều trị bệnh nhân COVID-19. Với nỗ lực không ngừng nghỉ và làm việc xuyên đêm, sau khoảng 16 giờ, đội ngũ kỹ sư của Bệnh viện Bạch Mai cùng các nhân lực được huy động từ các cơ sở y tế của tỉnh Điện Biên đã xây dựng, thiết lập, hoàn thành bệnh viện dã chiến, trong đó có khu hồi sức tích cực với hệ thống oxy lỏng trung tâm, khí nén, máy thở chức năng cao và hệ thống trang thiết bị đầy đủ để đảm bảo cấp cứu điều trị các ca bệnh COVID-19 nặng và rất nặng. Phát biểu tại buổi bàn giao, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Bộ Y tế, sự tận tâm, hết sức trách nhiệm của đoàn công tác đặc biệt và các kỹ thuật viên đã làm việc xuyên ngày đêm để hoàn thành bệnh viện dã chiến, hỗ trợ Điện Biên thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế tiếp nhận và quản lý sử dụng hiệu quả các trang thiết bị do Bộ Y tế hỗ trợ, sớm ổn định tổ chức bộ máy, phân công vị trí việc làm, đảm bảo triển khai hoạt động hiệu quả ngay sau khi bệnh viện đi vào hoạt động theo hướng dẫn của các chuyên gia trong đoàn công tác. Đồng thời có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ bằng nhiều hình thức nhằm đáp ứng yêu cầu thu dung, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19. Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ tỉnh Điện Biên chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, hôm nay các chuyên gia của Cục Y tế Dự phòng phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến với 10 điểm cầu trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh về điều tra truy vết trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Tham gia nội dung tập huấn tại các điểm cầu, đội ngũ cán bộ y tế trực tiếp tham gia hoạt động truy vết điều tra dịch tễ các trường hợp nghi mắc COVID-19 trong cộng đồng và đội phản ứng nhanh của các trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã được truyền đạt những kiến thức về công tác điều tra truy vết các trường hợp F1, F2, công tác tổ chức thành lập đội truy vết, triển khai truy vết và tổng hợp báo cáo thông tin. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp khó lường do xuất hiện chủng virus mới có khả năng lây lan mạnh, việc tổ chức lớp tập huấn là hoạt động hết sức thiết thực ngay tại thời điểm này. Trên cơ sở đó nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, góp phần đẩy nhanh tiến độ điều tra truy vết triệt để, sớm phát hiện các trường hợp có nguy cơ cao mắc COVID-19 trong cộng đồng. Thưa quý vị, ngay sau khi nhận được thông tin về 2 trường hợp dương tính với dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, huyện Mường Ảng đã triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tổ chức các lực lượng khẩn trương truy vết và sàng lọc các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính. Qua kết quả rà soát, khoanh vùng, ngoài 2 trường hợp dương tính với dịch COVID-19 trước đó, tính đến ngày 6 tháng 2, huyện Mường Ảng đã truy vết trên địa bàn có trên 80 trường hợp F1, 479 trường hợp F2 liên quan tới các ca dương tính với dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Hiện huyện Mường Ảng đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng truy vết các đối tượng F1, F2 còn lại và mở rộng truy vết các đối tượng F3, F4. Cùng với đó, huyện đã chuẩn bị 2 khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện và Trường Trung học Cơ sở Ảng Cang, có sức chứa trên 320 người. Toàn bộ các trường hợp F1 đã được huyện cách ly tập trung theo quy định. Các trường hợp F2 được cách ly tại nhà và được chính quyền các địa phương theo dõi chặt chẽ.
Ngay sau khi phát hiện ra Mường Ảng có 2 ca dương tính COVID-19 thì Ban Thường vụ Ủy và Ban Chỉ đạo huyện đã khẩn cấp họp để chỉ đạo các đối với việc phòng chống dịch một cách cấp bách. Thì về phía huyện cũng đã họp tất cả ban chỉ đạo, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và ủy ban các xã chỉ đạo. Thứ nhất là khởi động lại toàn bộ khu cách ly. Thứ hai nữa là giao cho các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn là triển khai công tác phòng chống dịch một cách khẩn cấp. Và ngay sau đó thì tiến hành là truy vết toàn bộ các đối tượng F1 để đưa vào khu cách ly và tiếp tục thực hiện truy vết các đối tượng liên quan đến không riêng Mường Ảng mà những ca nghi nhiễm trên địa bàn tỉnh. Và hiện nay thì tất cả các cái công tác chuẩn bị và đang chỉ đạo phòng chống dịch của huyện Mường Ảng là đến nay đã cơ bản là đưa toàn bộ cái đối tượng F1 vào khu cách ly, và F2 thì đã giao cho ủy ban nhân dân các xã lên được tất cả các danh sách đối tượng F2 và đã ra quyết định cách ly và quản lý toàn bộ đối tượng F2 và để không tiếp xúc rộng ra cộng đồng. Cùng với đó, huyện cũng thành lập 2 chốt kiểm tra kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại đầu Bản Bó, xã Búng Lao, giáp danh với huyện Tuần Giáo, và 1 chốt tại cầu Bản Tọ, xã Ảng Tờ. 9 xã của huyện cũng thành lập nhiều chốt kiểm soát người ra vào địa bàn. Tại các chốt kiểm soát, các lực lượng tiến hành đo thân nhiệt, ghi tên, số điện thoại, địa chỉ, các phương tiện và người ra vào. Toàn bộ những hành khách là công dân Mường Ảng yêu cầu xuống xe, đồng thời rà soát chặt chẽ, sàng lọc các đối tượng trở về từ vùng dịch để có biện pháp cách ly kịp thời. Huyện cũng ra văn bản yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống, quán karaoke, làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, cà phê, các điểm truy cập Internet, tạm dừng kinh doanh để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Các cửa hàng bán các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc chữa bệnh vẫn được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Nếu các tổ chức cá nhân không chấp hành, sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật. Quyết tâm phòng chống dịch và hạn chế đến mức thấp nhất để cái dịch bệnh phát triển và lây lan trong cộng đồng dân cư. Thì cái thứ nhất là chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ khu cách ly. Cái thứ hai là yêu cầu các chốt trực ở quốc lộ 279 là thực hiện 24/24, đảm bảo là kiểm soát toàn bộ các công dân ở vùng dịch vào địa bàn và kịp thời đưa vào khu cách ly. Thứ ba nữa là chỉ đạo các xã là tăng cường lực lượng dân quân, cán bộ xã, cán bộ thôn bản là giám sát việc chặt chẽ các công dân là thuộc đối tượng F2, là cương quyết kể cả trong dịp Tết Nguyên đán là không đi ra ngoài để tránh cái tình trạng lây lan. Cái thứ ba nữa là bây giờ huyện rất mong muốn là có được cái kết quả xét nghiệm của các trường hợp F1 để có cái kế hoạch chỉ đạo tiếp theo. Các xã thị trấn tăng cường rà soát các trường hợp đi làm ăn xa trở về địa phương, chỉ đạo các bản tổ dân phố tuyên truyền vận động người dân không hoang mang, dao động nhưng cũng không chủ quan mất cảnh giác, không tụ tập đông người. Các hộ dân vận động con em đi làm ăn xa khi trở về địa phương cần chủ động khai báo y tế ngay và trung thực. Các bản tổ dân phố, các hộ gia đình nêu cao tinh thần tố giác các đối tượng trốn tránh cách ly và không trung thực trong khai báo y tế, đồng thời chấp hành nghiêm khuyến cáo của cơ quan y tế, thực hiện 5K trong phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn huyện nói chung, thì xã Hàng Cang cũng tích cực triển khai các biện pháp theo đúng chỉ đạo của các cấp cũng như của ngành y tế. Đã tập trung kiện toàn lại cái ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, rồi là thành lập các cái tổ truy vết với các trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm như trường hợp của F1, F2 và F3. Thì hiện nay chúng tôi đã thành lập là 18 tổ truy vết tại 18 bản. Thì huy động lực lượng là bí thư chi bộ, trưởng bản, rồi là mặt trận bản để tham gia và cử cán bộ xã là phụ trách các cái tổ này để thường xuyên là nắm bắt cái tình hình công dân đi làm ăn xa trở về địa phương, đặc biệt là từ các cái vùng dịch. Rồi là chúng tôi cũng đã tổng hợp danh sách hàng ngày để báo về ban chỉ đạo huyện. Còn triển khai các biện pháp phòng chống tại địa phương thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho người dân là chấp hành tốt các cái khuyến cáo của ngành y tế. Nếu ví dụ như là khẩu hiệu về 5K, rồi là thành lập cái tổ tuần tra lưu động kiểm soát nhắc nhở người dân trong cái việc chấp hành các biện pháp này. Với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, ngoài sự chủ động vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương thì cần hơn hết vẫn là ý thức của mỗi người dân. Không lơ là chủ quan trong phòng chống dịch bệnh, cần thực hiện nghiêm các chỉ thị, khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh và huyện. Đặc biệt, khi di chuyển từ vùng dịch về, tiếp xúc với người nhiễm bệnh hoặc khi có biểu hiện của dịch bệnh, cần khai báo cũng như đến ngay các cơ sở y tế để khám, cách ly và điều trị kịp thời.
ngày 6 tháng 2, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông đã tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị tại khu cách ly và các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Hiện huyện Điện Biên Đông có 4 chốt kiểm dịch và 2 khu cách ly tập trung, đang tiến hành cách ly tập trung cho gần 120 công dân trở về từ vùng dịch và cách ly tại nhà trên 1.500 trường hợp. Đến thăm nơi ăn ở của các cán bộ chiến sĩ làm việc 24/24 giờ tại các khu cách ly tập trung và các chốt kiểm dịch, lãnh đạo huyện đã ghi nhận tinh thần nỗ lực, không quản ngại khó khăn của cán bộ y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ công an, quân sự huyện và đơn vị phối hợp ngày đêm thường trực làm nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn, đồng thời động viên và yêu cầu lực lượng thực hiện nghiêm công tác kiểm tra kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, quy trình cách ly phải được thực hiện nghiêm ngặt và đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công dân. Đối với các công dân đi từ vùng dịch về và các trường hợp F1 vào cách ly tập trung, lãnh đạo huyện đã động viên tinh thần yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy chế trong khu cách ly. Chiều nay, lãnh đạo huyện Tuần Giáo cũng đã đến kiểm tra động viên các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung tại khu vực Hủy Lóng, xã Mùn Trung. Cho đến thời điểm này, khu vực cách ly tập trung thuộc khu vực Hủy Lóng, xã Mùn Trung, huyện Tuần Giáo đang thực hiện cách ly đối với hơn 98 công dân đi từ vùng có dịch về. Sau khi tiến hành thu dung tiếp nhận, các công dân đã được đưa về khu cách ly theo quy định. Tại các khu cách ly, các công dân được cung cấp suất ăn đầy đủ và được nhân viên y tế thăm khám đo thân nhiệt 2 lần trên một ngày. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được các lực lượng thực hiện nghiêm ngặt. Về phía các công dân cơ bản chấp hành tốt nội quy tại khu vực cách ly. Qua kiểm tra, lãnh đạo huyện Tuần Giáo đánh giá cao các lực lượng đã làm tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện tốt công tác cách ly tạm thời và quản lý công dân tại khu vực cách ly. Cần xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, cá nhân thực hiện nhiệm vụ, không chủ quan lơ là trước mọi tình huống có thể xảy ra, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Sáng nay, mùng 7 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Điện Biên Phủ đã đến thăm các trạm chốt kiểm dịch phòng chống dịch COVID-19 tại hai xã Nà Nhạn và Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã động viên cán bộ chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ được giao, đó là làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, nhằm chia sẻ những khó khăn với cán bộ, lực lượng vũ trang đang thực hiện công tác phòng chống dịch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã trao tặng 25 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ tại các trạm chốt của hai xã. Cũng trong dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ cũng đã gửi ủng hộ 10 triệu đồng đến hai xã đang chống dịch. Sáng nay, mùng 7 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã thông qua dự kiến về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quy định, Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ được bầu 30 đại biểu và dự kiến tổng số người giới thiệu ứng cử là 58 người. Trong đó hướng cơ cấu khối đảng 7 người, khối chính quyền 6 người, khối mặt trận đoàn thể 8 người, khối các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố 7 người, lực lượng vũ trang 4 người, khối doanh nghiệp 2 người, các xã phường 24 người. Với cơ cấu thành phần bao gồm phụ nữ 23 đại biểu chiếm tỷ lệ 43%, người dân tộc thiểu số 7 đại biểu chiếm 23,33%, người ngoài đảng 5 đại biểu chiếm 16,67%, đại biểu trẻ tuổi 1 đại biểu chiếm 3,33%, người ứng cử là đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử 12 đại biểu chiếm 34,48%. Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh và huyện Điện Biên đã đến chúc mừng và trao thưởng cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện Điện Biên đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá thành công hai chuyên án 121K và 121H. Thực hiện kế hoạch ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Điện Biên đã nắm được những thông tin về một số đối tượng có biểu hiện mua bán vận chuyển ma túy từ biên giới vào huyện Điện Biên Đông, sau đó đi tiêu thụ tại địa bàn huyện Điện Biên. Ngày 6 tháng 2 tại bản Sôm, xã Mường Nhà, Công an huyện Điện Biên bắt quả tang đối tượng Thảo A Khứ, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú bản Ao Cá, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, vật chứng thu được 4 bánh heroin. Hồi 18 giờ cùng ngày tại bản Na Sang 2, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, Công an bắt quả tang đối tượng Lò Thị Hương, sinh năm 1974, trú tại bản Hủy Múa A, xã Keo Rôm, huyện Điện Biên Đông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện ban chuyên án tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mở rộng vụ án. Sau khi nghe báo cáo về kết quả thực hiện hai chuyên án 121K và 121H, lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh và huyện Điện Biên đã chúc mừng chiến công cán bộ chiến sĩ Công an huyện đã đạt được trong hai chuyên án, đồng thời khen thưởng đột xuất cho các lực lượng tham gia phá án.
Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta đang bước vào giai đoạn khó khăn với số người nhiễm ngày càng gia tăng. Tại tỉnh Điện Biên, ngay sau khi ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19, người dân tỏ ra lo lắng. Lo ngại dịch bệnh bùng phát phải giãn cách xã hội, nhiều người dân đã đổ xô đi mua hàng tích trữ với số lượng lớn. Việc đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ trong những ngày này liệu có cần thiết hay không khi dịch bệnh đang bùng phát? Phản ánh của phóng viên Thời sự. Sáng ngày 5 tháng 2, sau khi Điện Biên ghi nhận các ca mắc COVID-19, tại các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, rất đông người dân đã đổ xô đi mua hàng hóa về dự trữ vì lo sợ dịch bệnh căng thẳng sẽ phải tiến hành cách ly xã hội. Các mặt hàng được người dân lựa chọn là vật tư phòng dịch như khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, nước súc miệng, gạo, mì tôm, thịt cá các loại. Có nhiều lý do khiến người dân đổ xô đi mua sắm gây nên tình trạng tập trung đông người khi dịch bệnh chưa được khoanh vùng, truy vết các ca tiếp xúc với trường hợp nhiễm bệnh. Hôm nay thì nghe thấy bảo ở Điện Biên mình cũng có mấy ca nên là mọi người cũng lo lắng nên là cũng đi mua nhanh đi. Mua nhanh rồi về nhanh. Việc mình mua sắm Tết thì mình vẫn phải đi thôi. Thì là cứ phòng chống. Thế còn bây giờ vào thì không biết được là ai bị, ai không bị. Mình chỉ mua sắm những vật dụng cần thiết thôi, như là mì chính hoặc là súp các thứ, còn rau củ quả thì mua một ít nữa là được. Tâm lý thì nó vẫn sợ rồi ạ, tâm lý chắc chắn là vẫn sợ, thì là lên là mình phải mua sẵn, phòng sẵn một chút, mình không lên ra ngoài nhiều là được. Khảo sát tại một số nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, do nhu cầu mua sắm khẩu trang y tế tăng cao nên một số cơ sở đã hết hàng từ sớm. Cùng với đó, nhóm mặt hàng lương thực thực phẩm như gạo, thịt cá các loại cũng được tiêu dùng gấp 3 đến 5 lần so với ngày thường. Đơn cử như tại đại lý gạo Học Lan, trung bình mỗi ngày bán ra khoảng vài tạ gạo, song chỉ riêng trong ngày 5 tháng 2, sau khi tỉnh công bố các ca nhiễm COVID-19, đại lý bán lẻ ra thị trường hơn 1 tấn gạo. Do cái dịch bệnh của COVID-19 mới lại sắp đến Tết Nguyên đán nên là hôm qua người dân là mình là cũng lo nên là lượng mua hôm qua đi khách đi mua rất là đông. Cũng sợ là COVID là phong tỏa nên là mọi người cũng chuẩn bị sẵn các thứ trong để dùng trong gia đình. Tôi cũng thấy lo lắng nhưng tối chắc là đông hơn nữa. Tôi với cháu phải tranh thủ đi sớm. Sáng tôi cũng mua một số mặt hàng thực phẩm, thịt, rau, hoa quả dự trữ. Số lượng mua tăng nhiều hơn, gấp 3-4 lần. Việc lo lắng đổ xô đi mua hàng dự trữ là không cần thiết trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Thực tế tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, với nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng phong phú nên sẽ không có tình trạng khan hiếm hàng hóa. Bởi vậy, người dân không nên quá hoang mang mà đổ xô đi mua đồ tích trữ. Điều này không chỉ gây nên tình trạng khan hàng, sốt giá mà còn làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ở nơi tập trung đông người. Trước thực tế nhu cầu tiêu dùng tăng cao do lo ngại dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã chủ động nhập hàng hóa với số lượng lớn để phục vụ mua sắm của người dân. Cùng với đó, các ngành chức năng cũng đã tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, tránh tình trạng lợi dụng dịch bệnh để nâng giá trục lợi. Dịch COVID-19 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên trùng vào dịp giáp Tết Nguyên đán, nên lượng hàng hóa phục vụ Tết được các đơn vị chủ động nhập từ trước Tết 1 tháng. Theo khảo sát đánh giá của các ngành chức năng, lượng hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ trung tâm vẫn khá dồi dào và đa dạng về chủng loại. Người dân không nên hoang mang, lo lắng mà đổ xô đi mua sắm, gây nên tình trạng tập trung đông người, khiến công tác truy vết, khoanh vùng các trường hợp F1, F2 càng thêm khó khăn. Thì mình nghĩ là người dân thì cũng không nên hoang mang cái vấn đề là sợ hàng hóa khan hiếm. Vì là hàng hóa thì cũng rất là đa dạng. Bản thân tôi nghĩ thì là người dân mình ấy thì cũng không nên hoang mang. Mà nếu mà ví dụ như là có đi mua hàng ấy thì cũng không nên kéo nhau là cả gia đình đi. Một gia đình thì nên là một người đi mua và không nên đi vào những cái giờ tầm giờ cao điểm, tránh tình trạng đông người. Đối với mặt hàng khẩu trang y tế, ngay sau khi lượng hàng hóa dự trữ đã bán hết, các cơ sở đã chủ động nhập hàng từ các tỉnh thành khác để kịp thời đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yếu để phòng chống dịch của người dân. Từ khi Điện Biên nhận các ca dương tính với COVID thì công ty chúng tôi thì cũng đã nhập đủ khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay với cả nước súc miệng sát khuẩn cho người dân đầy đủ và thực hiện theo pháp luật.
bán đúng với giá niêm yết, không đầu tư tăng, không đầu cơ tăng giá. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, ngay sau khi ghi nhận các ca mắc COVID-19, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý Thị trường đã tăng cường kiểm tra, rà soát các siêu thị, trung tâm thương mại, các đơn vị cung cấp tại các địa phương để chủ động cung cấp nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, kiểm tra việc kinh doanh không để tình trạng thiếu hàng, sốt giá, tăng giá, trục lợi. Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung là để dự trữ các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, với cái mục tiêu là không để cái thứ nhất là thiếu hàng hóa trên địa bàn, cái thứ hai nữa là không nâng giá các mặt hàng thiết yếu để đảm bảo là đủ nhu cầu để phục vụ nhân dân. Trong thời gian vừa qua thì Sở cũng đã chỉ đạo quyết liệt các cái phòng ban đơn vị, các cái đơn vị chức năng để theo dõi sát cái tình hình thị trường, nhu cầu hàng hóa thiết yếu để phục vụ nhân dân, để có cái biện pháp điều hành cũng như là đề xuất nhằm để đảm bảo cái việc mà bình ổn thị trường trên địa bàn. Các doanh nghiệp thì tập trung chỉ đạo là phải đẩy mạnh cái việc mà ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa, đảm bảo cái dự trữ lưu thông hàng hóa. Theo cái báo cáo của các doanh nghiệp, các cái phân phối, các nhà phân phối và các nhà đại lý hiện nay thì lượng dự trữ hàng hóa của các doanh nghiệp là đảm bảo đủ phục vụ cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Thì đội quản lý thị trường số 1 chúng tôi tập trung 100% lực lượng bám sát địa bàn và yêu cầu tất cả các cái hộ kinh doanh, đặc biệt đối với các mặt hàng phục vụ Tết thì là phải niêm yết rõ ràng. Hàng hóa không được tự ý nâng giá tùy tiện, là hàng hóa phải đảm bảo chất lượng. Đến nay thì khi có bùng phát dịch bệnh ở trên địa bàn thì hơn hết lúc nào chúng tôi cũng phải tăng cường đủ 100% quân số bám sát địa bàn mà yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là đối với các cái nhà thuốc có kinh doanh khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, rồi là các cái trang thiết bị khác để phục vụ nhu cầu chống dịch, thì là yêu cầu buộc các hộ kinh doanh là phải ký cam kết niêm yết giá mà bán đúng giá niêm yết. Với việc chủ động sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán và phòng chống dịch COVID-19, người dân có thể yên tâm không lo tình trạng cháy hàng. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, người dân không nên đổ xô đi mua tích trữ hàng hóa khi không cần thiết và phải thực hiện tốt 5K, theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Vào khoảng 11 giờ trưa nay, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà của gia đình ông Bùi Đình Thược, số nhà 24, tổ dân phố 7, phường Tân Thành, thành phố Điện Biên Phủ. Ngọn lửa bùng cháy tại tum phía sau của ngôi nhà và có nguy cơ cháy lan sang phòng ngủ và hai hộ dân bên cạnh. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã điều 3 xe cứu hỏa và triển khai đội hình phun nước khống chế đám cháy, kết hợp phun nước làm mát để ngăn chặn cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Sau 20 phút tiếp cận, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Do phát hiện và ứng cứu kịp thời nên vụ cháy không có thương vong về người, chỉ gây thiệt hại một số tài sản trong gia đình. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo, thời điểm cuối năm thời tiết hanh khô nên dễ gây ra cháy nổ do bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Nhất là trong dịp Tết, người dân thường có thói quen thắp hương thờ cúng. Để giảm thiểu thiệt hại do cháy, các hộ dân cần chủ động đảm bảo yếu tố an toàn trong quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, đồng thời lắp đặt sử dụng hệ thống điện gia đình an toàn, không để các vật dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.